Áo xám, áo xám kem. Ai, series ba tím nè, series ba tím nè, series ba tím. Ai coi đụng. Đây tao nè. Ở đâu đâu? Ôi quên cái. Cái gì vậy, nó đâu? Ở đây trong lỗ Hồng Kông với tao nè, tao mới. What the hell? Chui ra. Nó thông gió mà, lỗ thông kính nào trong này. Lỗ thông gió lộn. A few moments later. Đâu còn hai thằng lớn, còn hai thằng lớn. Xuống đây, xuống đây. Rồi, từ từ mới đi, 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 tới. Lên, lên. Tới rồi hả? Nó đâu, nó đâu, nó đâu? Rồi nó đang quay lại á, bắn từ thôi, bắn từ thôi, từ. Từ bắn. Ông nội, ông nội. Rồi. Từ. Trời ơi. Tao 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 chỉnh tốc độ chuột xuống hả? Ông nội bây giờ mày chỉnh tốc độ chuột cho mày chết à. Trời ơi. Ê ê ê, nhẹ vô. Tao đây. Mừng quá. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Ba Mi. Chào mừng ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay ba của mình sẽ quay trở lại với game Murder Mystery. Đây, đó, phiên bản gốc của nó luôn. À, thì ok, nhưng mà trước khi bắt đầu vào game á thì mình cũng sẽ có một vài điều về cái vụ robot. Là nói chung á là mọi người thì cố gắng vô fanpage đó report giúp Kia nhé. Và không nạp thêm cái gì vô trên trang kiarobot.com cả. Và Kia cũng, và Ba Mi cũng đang bị thêm một cái nữa đúng không Ba Mi? Ừ. Cái đó lâu lắm rồi mà không biết sao nó vẫn còn tồn tại, mà có nhiều bạn cũng nghe nó cũng vô đó nạp và bị lừa đảo á các bạn, nên là các bạn né cái đó ra nha. Cái mà Vami robot.blogspot á, né nó ra nha. Mình hiện tại Vami là không có bất kỳ trang nạp robot nào hết nha các bạn nha, nên là các bạn để ý. À, game này nó mới vừa fix lại nha mọi người. Game này nó mới vừa fix lại, tức là mình nhân vật, cho dù cái tướng của mình là nhân vật gì nhưng mà vô trong nó đều chuyển là hình nước hết. Nên hình vuông các bạn đó, nguyên cục hình vuông nè. Nguyên cầu hình vuông là coi như là do đây là coi như là mọi người sẽ không biết mình lại. Ngon lành. Ngon lành. Là bấm mập. Cái đầu hết tròn rồi, nhìn không có ra được rồi. Cái đầu của cái chỗ này là cái gì đấy? Ú. Bay ơi, bay đang đâu vậy bay? Ủa này là gì vậy? Máy nồi. Ủa tự nhiên nó đứng chỗ này nó chuyển. Ô nó cây lơ bọt đi chỗ khác luôn nè. Ủa cổng cây lơ bọt hả? À cái màu xanh là cây lơ bọt á. Còn cái nút đỏ là hủy diệt hả ta? Ôi, God, nó ghi là nó có I have the knife kìa, nó có con dao kìa. Ai? Đó, nó ghi kìa, God kìa, gold, God gì đó, God. Đánh God á. Ôi. Mày thấy nó là mày né ra liền nha, thấy nó là né ra liền nha. Ờ, nó màu gì vậy ta? Nó màu màu cam, nó đỏ cam, cam đỏ á. Ừ, nói chung là nó màu cam đậm đấy. Mày là ai vậy? Nói chị ba, thì biết tao không phải là người giết kẻ với người được rồi. Thế. Bây giờ có, nếu như bây giờ ta là cái gì, ta sẽ nói cho cô bay biết, mà cô bay cũng đâu biết ta là ai đâu. Cũng vậy thôi, nên là bây giờ tao nói tao không phải là kẻ gì người, đồ đúng rồi, đúng không? Một cam, nó một cam người. Ok, tao là đang là con người quan trọng nên là tao phải né mày ra. Rồi, một đứa chết. Mày, ủa? Mày chết luôn rồi hả? Ủa, nó đang cầm dao tao đâu, tao bắn nó mà sao kỳ vậy? Nó đang đâu vậy? Nó cầm dao rõ ràng luôn, tao bắn nó sau lưng cái thằng cầm dao luôn á, mà sao tao chết kỳ vậy ta? Các bạn thấy rõ ràng không? Ủa vậy là, ủa mày là sheriff hả? Ừ. Ủa vậy sao mày để nó giết mày rồi đứa khác đâu cầm đâu sheriff, cầm... Trời ơi, nó đang đứng ở trước tao á, nó đang giết đứa khác, tao thấy nó cầm dao nó chạy, tao mới bắn nó một cái, tao bắn nó sau lưng nó mà. Tao bắn nó cái tự nhiên tao chết luôn. Thanh niên này là hero chứ không phải sheriff, tức là thanh niên này lượm súng của sheriff bắn được chất hero. Nice. Hay trời quá. Ơi. Anh bắn mơ đơ mà không biết sao anh chết luôn. Tại vì anh bắn vợ thôi, bắn nhầm người ta chứ sao. Đó mà con mình nó đi à, tao bắn ngay lưng nó luôn, nó cầm cái con dao nó chạy luôn. Ê mày có mày có bắn lộn người khác không hay là murder nó giết mày vậy? Không, murder đứng xa tao lắm, nó đang giết thằng khác, tao đứng ở sau lưng nó, tao bắn cái lưng nó mà. Nó cầm nguyên con dao nó chạy mà. Rồi, tao hiểu rồi, mày bắn trúng cái lưng nó nhưng mà nó né qua cái mày trúng lưng thằng đằng trước. Má mày làm cho nó người dẻo hay gì má. Trời đất ơi. Ngon vậy? Series hả? Ngon. Ừ, bảo vệ tao nha, bảo vệ tao nha, lại là con nó bất hủ kìa. Ok, để tao đi tìm người cho, tao đi tìm cái giết người cho, chắc chắn là series phải không? Chắc chắn luôn. Tao ghét thằng nào nó me tao lắm, bây giờ tao chạy trước.
mày like để tao qua tao bảo vệ cho. Bảo vệ đi má, bảo là Murder kìa. Giết người á. Bảo mập là kẻ giết người. Đó, rồi một đứa chết. Đó là nghe thọt rồi kìa. Đi, áo xanh xanh dương. Ôi, whisky. Xanh dương hả? Ừ. Yeah. Rồi. Alo, hai ơi. Phải vậy chứ. Hay quá Bobby ơi, trời ơi. Thôi. Nãy bảo nó nói cứ như nó là kẻ giết người ấy. À nó nói gì ai cũng sợ trời. Đâu, tao quan tâm mày thiệt mà. Quan tâm nhưng mà trong trường hợp này không nên quan tâm hơi quá. Trong trường hợp này cứ biết cứ trình kia chỉ cần trình bày ai là kẻ giết người là được rồi, không cần phải quan tâm lắm đâu. Chỉ cần nói là kẻ giết người áo gì màu gì đó vậy thôi. Chứ đúng rồi, chỉ cần kẻ giết người áo gì màu gì thôi, không cần nói là mày đang ở đâu để coi tới cứu, đừng nói kiểu đó. Factory đi. Anh mập ơi kìa, nó chách hầm mà ai cũng nghe hết kìa. Rồi vô. Chết tất cả mọi người mày vô hoài luôn á. Rồi ra. Rồi đi về. Rồi bye bye mọi người. Tào lao. Mày tào lao nữa. Lắc map lâu dữ ta. Rồi quỷ ra làm Murder nè các bạn. Thấy chưa? Quá. Mình nói gòn ra làm Murder mà. Nó xanh hoài luôn á trời. Tao sẽ rết nhưng mà tao bắn rất là dở nó trước nha. Vậy mày chết đi để tao cầm súng cho. Mày reset nhân vật đi. Không có tin mày được không? Nên canh đi bây giờ. Hù. Rồi, một đứa chết. Vườn nào? Ngay trung tâm có cái trụ ở giữa. Hình như là mặc áo màu gì đó. Tao chưa có thấy, từ từ tao đang vô coi. Rồi tao biết tìm như thế nào. Từ từ tao đang coi thử đứa nào là kẻ giết người. Từ từ. Ôi dồi ôi, chết nhiều thế, tao là kẻ giết người đó ba. Gì? Ừ tao đó, ráng kiếm tao đi. Thiệt không? Đó, một đứa chết đó kìa. Sao kẻ giết người vậy chậm quá ta? À. Ủa thiệt hả? À. Sheriff hôn giúp ra, từ Sheriff áo nâu nè. Áo ế. Con thấy mày đang núp. Đứa nào rồi? Ê. Không đứa nào sắp vô anh nha, đi ai ạ? Đó, chết nè. Nó chết chưa? Rồi, đó. Vậy là những người ở đây không phải nè, nhớ nha, những người ở đây không phải. Rồi, sẽ bảo về những người ở đây. Để tao chỉ cho, để tao chỉ. Bà mì thúi á. Bà mì thúi. Thấy rồi. Gì? Đừng có đi xa quá. Tao bảo vệ mà, đi đâu về không nổi. Trời đất mẹ, đang dơ nách lên. Trời ơi. Hay quá bảo mập. Giết mà bị lưới. Yeah. Yes, phải vậy chứ. Hay quá anh Tiên. Tao đứng ở ngoài tao bấm nút E không quen thiệt tình. Nút E nó kế bên cái nút A, nút lên A, A, D á. Trong này phóng vào khó lắm. Ừ, nó khó chỉ, nó rứa me tao sẵn rồi. Ok, rồi, chọn map hay quá. Bảo mập đã làm được là công lớn. Xin kính trọng là từ bữa trên giờ là trận đầu tiên bắn trúng luôn á. Thì đó, mình phải để cho bạn người ta tập chứ không lẽ để nhỏ ăn cầm xe riết và bắn hụt hoài. Mày biết tính tao thương người rồi. Ôi mày bớt xạo đi ba, bớt đứng túi giùm cái. Chứ mày không thấy tao đứng trong hẻm á, cái tao đi ra cho bảo tao bắn là trong khi tao thấy đứng cái đó nó cầm súng rồi. Đó, làm gì ngon chút innocent. Đi. Trời, innocent. Rồi giờ lần kia nha mập, ăn giờ lần kia nó làm đó. Tao innocent á, đừng có đùa. Thôi, mày không có innocent lâu dữ vậy đâu kia. Rồi không tin thì cũng vậy thôi, bây giờ tao là innocent chứ giờ tao nói tao là murder thì tụi bay cũng đâu biết tao là ai đâu mà chứ. Thấy giờ không? Nhưng mà tao nói tao là innocent. Who is the police care? Who is the police? The police? Tin đi chứ tạm gì nữa, tầm này mà tạm gì nổi. Thôi kia là murder rồi. Ở cái căn phòng này nhiều người quá vậy. Mà quan trọng là bây giờ mày có nghe tiếng sẹt sẹt nào hết á. Tao đang ngồi toilet tao đi ị nha. Gớm quá mà. Trời, nó đứng đông, nó đứng trong này, nó đứng đu bu đông luôn nè. Nó hello. Nó đạt theo tiêu chuẩn mỗi người cách nhau 2 mét nè. Hello. Ơi. Ê. Hello. Mỗi người cách nhau 2 mét nha, mỗi người cách nhau 2 mét. Trời má đông dữ vậy. Bởi vậy con mới nói. Nó ra vô trong phòng thấy đông quá, tao đi ra nên tao lùi bước về sau. Coi là đứa nào?
tóc xám mà, thì để tao né. Có một thằng dính cái đầu lên nóc nhà luôn kìa. Ê, có một thằng bị dính cái đầu lên nóc nhà kìa. Đâu? Tôi ra hành lang coi này, có một thằng bị dính cái đầu nè. Đố mất cười luôn. Có luôn rồi. Ra cái gì á. Thiệt mà. À, thằng Burger nó bị dính cái đầu nóc nhà. Ủa vậy hả? Cười é. Anh giết người không được. Nó đâu? Nó đang ngồi hành lang nè. Nó cầm dao để giết người không được. Hành lang khúc nào? Ra đây, nó đang đứng ở đây nè, đó. Mày nói tao đâu có thấy đâu ba. Đó, nó cầm dao nó chọt kìa. Nó cầm dao nó chọt và nó dính cái đầu. Trời, vậy mà có người chết luôn rồi ba. Thanh niên nhảy lên coi, đứng kế bên Murderer mà nhảy lên coi. Đó, hay quá. Đó, cái đó gọi là mơ đơ nhỏ. Á, à, cười ẻ luôn. Hèn giờ tao thấy nghi là kêu, trời, có một đứa sao nó bị dính cái đầu đó. Trời, ảnh tức quá, anh chịu nó, anh hộp vào. Mọi người theo 1797, nhỏ. Đợi series có giải thoát luôn chứ nó chịu không nổi rồi. Cái sống gì tầm này nữa. À, là mắc cười. Đó, mà vậy nó nhảy, nó dí đường thằng á mày. Đó, thanh niên đó cũng xui lắm luôn á. Biết sao, nó là anh coi nhiều chuyện, anh nhảy lên cái đụng đầu, chết. Sao nó xui quá, tao làm innocent rồi. Má mày nói xui dữ vậy kia. Thì tao là innocent nè. Tao mày nói xui ghê luôn, tao làm murder. Vậy? Tao sẽ rip nữa, y chang dán nãy được rồi. Tao má y chang dán nãy luôn. Giết nó liền. Giết nó liền. Hôm nay vai nhiều vai quá ta. Má mày làm murder. Vậy má. Mày làm cái gì vậy? Bỏ cửa ra má. À, mày đang nói đứa khác hả? Đứa mày nói tao chứ. Tao nói mày á ba. Vậy chứ giờ tao biết mày là ai đâu. À, biết mày khai mọi người vậy. Thì khai đi chứ, chứ giờ không khai để làm gì. Ê, mà khoan, quan trọng là Vami là ai vậy? À, Vami áo tím. Đúng không? Rồi. Cái gì rồi ba? Đi đẹp. Không. Ở ngoài sân. Nó đang ở gần ngoài sân lắm. À, và mấy áo tím nè, đúng rồi, nó. Đâu có phòng phải không? À. Điên hả ba, đứng ngoài sân nè má. Và mấy áo tím, hả, à, có hả, đâu vậy? Ở đâu? Con này khó rồi. Ôi, áo tím coi chừng của nó nhìn lộn tao, áo hồng thành. Đó, áo tím kìa, Mike. Ôi, cái khác rồi. Mike, chạy kè. Nhìn tao đi, chết trời ơi. Cái đầu lăn lóc, vô đây lấy nè. Thằng nào trên đây nhảy xuống. Trời ơi. Ủa gì vậy, sao nó phóng được hay vậy? Tao nhảy lên, tao. Trời ơi, ghê quá, nguy hiểm quá. Bốn ba. Dán này 30 tỏa sáng rồi. Trời đất mẹ ơi. Yeah. Đó thằng người ta vậy. Tao biết nó mè mè chởn rồi. Ho luôn rồi. Tâm nhỏ. Đúng highlight luôn. Cái mạng này đúng highlight luôn. Rồi gắt thiệt chứ. Rồi. Rồi vô, innocent. Tại sao có 4% cũng là murder vậy? Mày mới về làm sheriff xong bây giờ mày làm murder luôn. Rồi, ok, đi tìm murder. Quan trọng sheriff là đứa nào nè. Sheriff. À, sheriff áo tím. Sheriff áo tím, gì vậy? Ôi, áo xám kem. Ê, sheriff áo tím nè, sheriff áo tím. À, đâu? Đang dưới tao nè. À, đâu? Ôi, quên cháy. Gì vậy, nó đâu? Nó đang trong lỗ hồng cống với tao nè, tao mới vừa chui ra. Nó đông gió mà, lỗ đông cống nào trong lỗ hồng gió lộn. Nó đâu, nó xuống chưa. Nó mặc áo màu xám đúng không? Đi đường khác rồi. Rồi, sheriff đâu rồi, sheriff màu áo màu hồng. Trời má, sheriff đứng yên một chỗ luôn. Chết rồi, sheriff rồi, Bobby ơi. Chết rồi hả? Nó súng trong nằm trong phòng recovery á. Phòng hồi sức. Rồi, giờ đứt đi luôn rồi sao thôi.
là có đứa lấy súng rồi, có đứa lấy súng, đứa nào lấy súng vậy? À, à, à. Quý già. Trời, ba mi là đứa này chắc luôn. Dạ. Tao mà chạy đi, tao đón đầu đây. Vai nồi, à ba mi là bravo hả? Cái súng đâu? Lấy súng rồi, đây, đây, lấy súng rồi, có đứa lấy súng rồi. Áo xám lấy súng rồi, áo xám lấy súng rồi. Đi theo nó đi, đi theo nó đi. Để coi ba, để coi cái giết người nằm đâu. Đừng nó tao, đừng nó tao nhỏ tới cái nút mà nó bắn tao luôn nha. Không, giết người mà áo gì tao quên rồi. À màu xám, ồ đâu phải. Giết người, à giết người là Charlie, nó đang ở phòng hồi sức recovery, recovery hồi sức. Không có gì với phòng nó sao chui đó hoài ta. Nó đang núp ở trên cái cửa. Gì vậy má? Ừ, nó đang núp ở phòng hồi sức trên cái cửa. Nó đang đứng xuống cái cửa, núp sau cái cửa. Mày chết chết mà. Nó đang đi tới cầu thang. Nó kìa. Nó đang đi tới cầu thang. Đó đó, trong dao lò đó kìa. Trời cái ơi, gì vậy? Trời ơi, chạy trời ơi, chết mùi xe ghép rồi. Chạy đi Bobby ơi, chạy đi. Còn có mình Bobby á. Có không? Đâu còn. Rồi, Bobby vô rồi. Đâu còn hai thằng lớn, còn hai thằng lớn. Ê, 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 ê. Xuống đây. Rồi từ từ Bobby, từ từ Bobby, đi 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 đi, tới. Lâm. Tới rồi hả? Nó đâu, rồi nó đang quay lại á, bắn từ thôi, bắn từ thôi, từ. Từ bắn. Ông nội, ông nội. Từ. Trời ơi. Từ từ tao chỉnh tốc độ chuột luôn hả? Ông nội bây giờ mày chỉnh tốc độ chuột cho mày chết à. Trời ơi. Ê, nghe chưa? Tao đây. Ôi, mừng quá. Hay quá mà mày ơi. Mày vậy chứ. À. Đó, lâu lâu được làm hero liền không? Khổ tâm. Khổ tâm thì chứ. Trời ơi, tao làm người chết mà tao muốn tao muốn khàn cổ họng luôn á. Tao đứng đánh cửa tao chết xuống. Mày phải vậy chứ. Rồi, ok, dừng clip thôi. Ờ, ok các bạn, thì ba đứa mình sẽ dừng video ra. Thì các bạn thích video này với là cho ba đứa mình một like, một share, nhớ subscribe channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người.